Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 233 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn của phần diễn đọc của Lát Thì tập này được mang tên là Hung Điển. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. nhớ về cái cảnh ý chí tiền tông ở bên trong tăng thương đại giới sụp xuống xuất hiện ý chí tu minh giờ phút này theo bước chân của tu minh tiến về phía trước một bước trong phút chốc hắn đã bước vào minh hoàng chân giới cả minh hoàng chân giới trong dây lát chấn động mạnh theo chấn động này trong tinh không trống rỗng bỗng xuất hiện vô số sóng gợn tràn ngập cả hư vô tinh không cùng lúc đó đột nhiên có một tiếng gào thét vang vọng khắp chân giới tiếng gào thét mang theo một luồng điên cuồng mang theo sự sợ hãi thật sâu không cam lòng trong nháy mắt truyền ra tựa như sinh mệnh đang điên cuồng dãy dụa trước khi chết vang vọng cả chân giới tiếng gào thét dãy dụa này mang theo luồng khí tức mãnh liệt khí tức này không giống với tử khí nó linh động hơn một chút cũng có cảm giác hữu thực hơn một chút tựa như có thể làm tất cả sinh mệnh vạn vật dơ bẩn làm cho cả minh hoàng chân giới truyền ra chấn động mãnh liệt chấn động khiến cho toàn bộ sinh mạng tại minh hoàng chân giới trong chớp mắt này đều rung rẩy tâm thần Vô số ngôi sao có thú dữ đặc biệt tại Minh Hoàng Chân Giới, toàn bộ đều ngửa mặt lên trời mà gào thét, bò lẫm ngẫm trên mặt đất, tựa như chúng cảm nhận được nguy cơ chết chóc đang tới gần. Những tu sĩ kia lại càng hoảng sợ hơn, bất luận là đang làm chuyện gì, bất luận là có tu vi như thế nào, chỉ cần là sinh mệnh ra đời trong Minh Hoàng Chân Giới, thì vào giờ khắc này, toàn bộ đều tâm thần không yên, toàn bộ tu vi hỗn loạn, dường như máu trong thân thể cũng muốn trào ra. Tu vi càng cao lại càng có cảm giác mãnh liệt, Minh Hoàng Chân Giới không có tông môn mà là lấy gia tộc làm mạch, hợp thành hoàng triều thống trị. Trong đó địa vị tối cao là Minh Hoàng. Dưới của gã có 8 đại minh vương, 36 minh tướng cùng vô số giáp tu thống lĩnh minh giới. Mỗi minh vương đều có một gia tộc lớn, minh tướng cũng là như vậy. Ở trên Minh Hoàng là Hiên Tôn, trong tứ đại chân giới chỉ có Hiên Tôn Minh Hoàng chân giới là tu sĩ có thể cúng bái. Cũng chỉ có ở Minh Hoàng chân giới mới có Minh Tôn cùng thuộc về Hiên Tôn. Dường như chân giới vừa chấn động, tất cả các gia tộc ở bên trong minh hoàng chân giới này cũng đều chấn động tâm thần. Không ít cường giả mạnh mẽ truyền ra khí tức cường đại, quét ngang tám phương, cố gắng tìm ra nguyên nhân chân giới này chấn động. Tại đại điện Minh Hoàng, người mặc hoàng bào chính là Minh Hoàng của giới này. Đó là một nam tử trung niên, thân sắc không dựng mà uy, đang lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ chăm chọc nhau ở trong đại điện. Những người này đang đàm luận về chuyện Minh Hoàng chân giới bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ ám thần và nghịch thánh, Nghe những người này càng lúc càng chăm chọc nhau, Minh Hoàng nhíu mày. Thôi đủ rồi, chuyện này là chuyện do Hiên Tôn Đại Nhân quyết định. Các người chứ có thảo luận lung tung ở đây, có tác dụng gì chứ? Minh Hoàng lạnh giọng nói, tiếng nói vừa truyền ra, lập tức mấy tu sĩ phía dưới rối rít nhìn hắn. Nếu như có dị nghị, các người có thể đi cầu kiến Hiên Tôn Đại Nhân, đừng để cho bổn Hoàng nhìn thấy đám người các ngươi hăng hái ở chỗ này. Minh Hoàng câu mày, ở đây chính là phân thân của gã mà thôi, Bản thể của gã đang ở Minh Hoàng bản tinh, gã không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Phân thân Minh Hoàng đứng lên, muốn rời đi. Đột nhiên thân thể của gã chấn động mạnh, sắc mặt của mấy tu sĩ trong đại điện cũng lập tức biến hóa. Cái sự chấn động mãnh liệt này tràn ngập toàn bộ tinh thần của bọn hắn. Tiếng gào thét thống khổ vô hình truyền đến, như muốn phân tán đến từng thân thể sinh mệnh tại cái giới này. Nhất là Minh Hoàng có tu vi cao nhất bên trong đại điện, thân thể của gã đứng lên trong chớp mắt, phun ra một ngụm máu tươi hóa thành cầu vồng trực tiếp lao ra khỏi đại điện ừ, chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy phía sau cô gã những tu sĩ khác trong đại điện đều tái mặt còn có hai người tràn ra máu tươi bị tiếng gạo thét vang vọng trong chân giới chấn động tâm mạch đã bị đả thương rồi đây là tiếng gạo thét của ý chí chân giới khổng lồ minh hoàng trong chớp mắt này nhìn lên trời cao sắc mặt tái nhật hít vào một hơi cùng lúc đó bên trong minh tung cung hiên tôn của minh hoàng chân giới một người mặc trường bào màu tím tướng mạo thỉnh thoảng biến hóa đầu tiên là thiếu niên sau đó thành lão già thỉnh thoảng lại hóa thành nam tử trung niên đang đứng cung kính trước người của gã là tu hiên y thân sắc bình thản đang xếp bằng đã tọa tu hiên y mặc áo bầu trắng thân sắc lạnh nhạt nhìn lên bàn cờ trước mặt tay phải cầm một cái con cờ màu đen chậm rãi để xuống nhìn về phía nam tử trung niên mặc áo đen đối diện nam tử kia có tóc dài xõa tung toàn thân lộ ra ý bể nghễ còn có uy áp mãnh liệt khiến hiên tôn giới này phía sau tô hiên y mơ hồ rung động theo y cảm thấy nam tử mặc hát bào này giống như là một con mảnh hổ ngồi đây còn mình lại là một người phàm thượng hoàng đại nhân tới phiền ngươi đánh xong bàn cờ này chúng ta nên đi tới hôn điển của tiểu nữ thôi nơi đó đã chuẩn bị xong rồi tô hiên y cười khẽ nam tử hắc bào trước mặt của y chính là người mạnh nhất phủ xuống từ trận doanh ám thần viêm bùi thần hoàng người bị tu minh dọa lui ban đầu là phân thân của người này nơi này mới là bổn tôn của gã nhưng dù là như vậy gã cực kỳ rõ ràng những chuyện có liên quan tới phân thân ở đạo thần chân giới đây là sự kiên kỵ sâu nhất trong nội tâm của gã về tâm hoàng đại giới cũng chính bởi chuyện này nên gã mới lựa chọn ở lại lâu dài bên trong minh hoàng chân giới theo ý chí của gã tồn tại kinh khủng của đạo thần chân giới chỉ để ý tới đệ cửu phong chỉ cần mình không trêu chọc đệ cửu phong thì lão quái khó lượng kia sẽ không tìm mình làm cái gì nếu không ban độ phân thân của gã đã không thể chạy trốn rồi thông qua chuyện này cũng có thể nhận ra đối phương không có lòng tiêu diệt mình mặc dù là như vậy nhưng mà trong lòng gã vẫn hơi thấp thỏm cũng may là mấy tháng qua bình yên vô sự cũng khiến cho gã an tâm hơn một chút nhưng dù là thế nào gã cũng quyết định là tuyệt đối không đi tới đạo thần chân giới Viêm bụi cười cười, thân sắc không giận không vui, nụ cười cũng vô cùng nhạt. Tay phải dơ lên đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ, đang muốn nói cái gì thì bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Đúng lúc này, hiên tôn giới này bên cạnh tô hiên y cũng biến sắc, ngẩng đầu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại phình phịch mấy bước, lại phun máu tươi tiếp, thường thế rõ ràng còn nghiêm trọng hơn Minh Hoàng nữa. Bởi gã chính là hiên tôn của giới này, là hiên tôn duy nhất cho nên ý chí của minh hoàng chân giới không cam lòng gào thét lại gây thương tổn mạnh nhất cho gã về phần tôi hiên y thì chẳng có chút cảm giác gì y vốn không phải là người của giới này giờ phút này chẳng qua chỉ hơi nhíu mày y cảm nhận được chân giới bên ngoài chấn động lại càng cảm nhận được ý chí của chân giới này dường như gặp phải điều gì bất ngờ đang gào thét y trầm ngâm nhắm hai mắt lại trong chớp mắt khi hai mắt nhắm lại ý thức của y xuyên qua vô tận trực tiếp lan tràn tới chỗ sâu của minh hoàng chân giới trong cái vùng lốc xoáy đang quay cuồng trong trung tâm lốc xoáy này có một thương ảnh đang ngồi khoanh chân dáng vẻ không ngờ cũng là tu hiên y hai mắt bỗng mở ra trong mắt lộ ra vẻ tang thương và lạnh lẽo đây là bổn tôn của y mà người đánh cờ với viêm bùi thần hoàng là phân thân của y bổn nguyên ý chí của giới này nhiều năm trước đã bị ta điều chỉnh từ từ ngưng tụ ra lốc xoáy ở bên trong đó có máu huyết của ta tồn tại ý chí này chỉ cần ra đời liền dung nhập vào thân thể của ta Chết tiệt mà Chẳng lẽ có điều gì bất ngờ xảy ra sao Tô Hiên Y nhíu mày Thường thức tản ra quét ngang minh hoàng chân giới Nhưng mà không nhận được chút dấu hiệu nào Y không thể thấy tu minh Y chỉ có thể thấy ý chí minh hoàng chân giới Gào thét đau đớn Giống như đang bị ý chí của ai đó đoạt xá vậy Nhưng mà Tô Hiên Yên nhìn thế nào đi nữa Cũng không tìm thấy được chút dấu vết Ý chí chân giới này bị đoạt xá Chẳng lẽ đây là bởi ý chí bên trong lốc xoáy bổng nguyên ra đời sao? cho nên mới khiến ý chí minh hoàng chân giới này dễ dụa. Tu Hiên Y có điều suy nghĩ, hơi lạnh một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Trong nháy mắt khi mà Y nhắm mắt lại, thì phân thân của Y ở bên trong Minh Tung Cung cũng mở mắt ra. Ý chí của giới này xảy ra một vài vấn đề. Viên Bùi Thần Hoàng lạnh nhạt nói, thần thức của gã lúc trước cũng quét ngang nhưng mà không nhìn ra đầu mối, nhưng cũng nhận thấy ý chí của Minh Hoàng chân giới đang bị yếu đi, giống như sắp chết tới nơi rồi. Chẳng qua nói là sắp thì theo tốc độ này cũng phải là mấy năm sau mới có thể chết thực. Chẳng còn cách nào cả, đây là chuyện của bổn tôn tu mổ, không liên hệ quá nhiều với bên ngoài. với bùi đại nhân nè, gián cờ này... Hả? Khi tu hiên y còn chưa nói xong thì thân sắc bỗng lộ ra vẻ âm trầm, nhìn về phía xa xa. Ánh mắt của y giống như xuyên qua hư vô, trực tiếp thấy hung điển đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ y tới. Đây là một việc rất quan trọng trong kế hoạch vài ngàn năm của tu hiên y, Y tuyệt đối không để có chuyện gì bất ngờ xảy ra Nhưng hôm nay chuyện bất ngờ lại liên tục xuất hiện Tô mẫu đã đoán trước Hắn hẳn là ngày hôm nay sẽ lộ ra dấu hiệu phản bội ta mà Tô hiên y lạnh lùng nói Sau đó đứng lên ôm quyền vái viêm bùi một cái Là một đệ tử của tô mẫu làm phản Người này đã đi theo tô mẫu nhiều năm rồi à. Tô hiên y lắc đồ Không sao Ý của tôi đào hữu bổn hoàng hiểu mà Người này bổn hoàng sẽ giết giúp ngươi Coi như là khen ngợi ngươi đã phối hợp với trận doanh ám thần chúng ta lần này Vì phần chuyện tố minh tộc các ngươi Bổn hoàng nếu đã hứa thì tuyệt đối không nuốt lời Chúng ta không thể tồn tại lâu dài tại tam hoang đại giới này Ngày sau nơi này chỉ thuộc về tố minh tộc của ngươi thôi Ra tạ thần hoàng đại nhân Tu Hiên Y cúi đầu vái người viêm bùi thật sâu Nhưng mà Duy chỉ có Y mới nghe được Nội tâm của Y đang cười lạnh Lấy hùng tài đại lực của Tu Hiên Y Làm sao có thể đồng ý ở dưới trướng của kẻ khác chứ Lợi dụng trận doanh ám thường chẳng qua chỉ là kế thích ứng tạm thời. Đó chẳng qua là để bù đắp cái việc một kế hoạch khác của y phát sinh bất ngờ mà thôi. Đều là lợi dụng lẫn nhau, điểm này viêm bùi hiểu rõ. Gã nhìn về phía tu hiên y vái mình một cái, nội tâm cũng cười lạnh. Người trước mắt chẳng qua chỉ là quân cờ, mà gã mới là người đánh cờ. Quân cờ dù có mấu chốt thì cuối cùng đối với người đánh cờ mà nói cũng không gây được sóng gió gì lớn, cùng lắm thì chơi lại một ván khác thôi. Lúc này tại Minh Hoàng Chân Giới, Minh Hoàng Bản Tinh, đó là một ngàn ngôi sao do thần thông mạnh mẽ ngưng tụ thành, tạo thành một cái tu chân tinh vô cùng khổng lồ. Độ lớn của nó, dù từ xa nhìn lại cũng rất mênh mông, lại càng không phải nói nếu đứng ở trên đó, tu chân tinh này cho người ta cảm giác vô biên vô hạn, khiến cho người ta thấy như là tinh không hóa thành đại địa. Bên trên tu chân tinh khổng lồ này, biển rộng mênh mông vô bờ, từ đáy biển trực tiếp mọc lên một cái cây cổ thụ khổng lồ đang có trên trăm vạn tu sĩ ở đó chúc mừng đại hung điển. Cổ thụ to lớn, mỗi chiếc lá đều giống như một quảng trường, từ xa nhìn lại, cây như chọc trời. Thậm chí trên minh hoàng bản tin còn có một truyền thuyết nữa. Truyền thuyết nói rằng nhiều năm trước, tu chân tinh ngưng tụ cả ngàn ngôi sao hóa thành này là bởi phát hiện ra một cây cổ thụ như vậy. Cây cổ thụ tồn tại trong năm tháng, tựa như không phải từ thời đại này mà là rất xa xưa. Thậm chí có lời đồn rằng nó lưu lại từ kỷ nguyên trước, tránh thoát kiếp nạn tồn tại tới ngày hôm nay. Dĩ nhiên phía sau những cái lợi đồn đại này là thứ mà những tu sĩ tầm thường không biết được, mà những hạng người đại năng mơ hồ biết một chút lịch sử của Tam Hoang mới có thể nắm được một chút thứ gì đó gần đúng. Một khắc trước đó, trên cổ thụ đã tụ tập trên trăm vạn tu sĩ. Bọn họ đều là tu sĩ của Minh Hoàng Chân Giới, đến từ các gia tộc, chúc mừng hôn điển lần này. Tam Hoàng tử của Minh Hoàng Chân Giới, dù là tướng mạo hay tu vi, thân thế đều có thể nói là cực kỳ tôn quý tại Minh Hoàng chân giới. Thường là con trai của Minh Hoàng còn có tu vi trưởng cảnh, tất cả mọi thứ ngưng tụ lại, tạo thành khí thế khiến cho rất nhiều người hâm mộ. Mặc dù tam hoàng tử có chút tì vết, tính cách cực kỳ bạo ngược, hung danh hiển hách, nhưng mà gần đây vị tam hoàng tử này giống như là đổi tính rồi, không còn bạo ngược nữa, không ương ngạnh khoa trương nữa mà hoàn toàn trầm ổn đi. Thậm chí là dung mạo cũng từ từ thay đổi, thoạt nhìn như có không ít uy nghiêm, Giống như là gã đã hoàn toàn trưởng thành, điểm này cực kỳ rõ ràng, để cho nhiều người trong thời gian này phải từ từ lưu ý tới. Tu vi của gã thoạt nhìn là trưởng cảnh, nhưng mà bất cứ tu vi trưởng cảnh nào tới trước mặt của gã đều phải rung rẩy tâm thần, như là bị áp chế vậy. Dù là sinh cảnh cũng vậy, thậm chí thân là tộc trưởng tám đại gia tộc Minh Vương, sở hữu tu vi diệt cảnh mà gặp cái vị hoàng tử này cũng có cái cảm giác đó nữa. Mà nữ tử trong hung điển này cũng không phải là không có tiếng tâm là dòng chính của vị Minh Vương bị diệt tộc năm xưa. Cô tên là Vũ Huyên, là cô gái năm đó thoái hùng, hôm nay lại vẫn đứng ở đây. Tiếng người nói ồn ào phi thường náo nhiệt, hoang hô vang vọng. Tiếng chúc mừng tới từ các gia tộc vang lên liên tiếp, khiến hung điển này đã tới lúc nở rộ. Nhưng một khắc trước, giờ khắc này tiếng gào thét tới từ ý chí của Minh Hoàng chân giới, khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi này rung động tâm thần, giống như là tới ngày tận thế vậy. Sau đó bên trong tiếng gầm khẽ tang thương dung nhan một lão giả còn già hơn cả trời xanh không chút do dự lao tới những nơi mà lão đi qua thiên địa đều bị xé rách lão lao thẳng tới vũ huyên đang chích lặng như tượng gỗ phía xa bên cạnh bọn họ còn có tam hoàng tử lạnh lùng khuôn mặt không chút thay đổi vũ huyên biểu tình chết lặng đã thói quen với vận mệnh rồi ngồi đó như con rối nhìn trước mắt hỗn loạn nhìn các tu sĩ biến đổi sắc mặt ý chí minh hoàng chân giới rít gào vũ huyên không có cảm giác gì giống như là cô không phải người của giới này vậy. Vũ Huyên nhìn ông lão áo xám trên bầu trời hóa thành cầu vồng xé gió lao tới. Lão đi qua đâu là biến thành hỗn loạn, sắp tới gần ngay trước mắt rồi. Ông lão tóc bạc có biểu tình bi thương và ý chí kiên định. Người này chính là A Công Mạc Tăng. Giờ phút này Mạc Tăng không còn là người thanh niên mà lúc ở trong đạo Thường Tông Tô Minh gặp lần đầu nữa. Mà đã biến thành ông lão rồi, hình dạng giống hệt như A Công trong ký ức của hắn vậy. Tâm hoàng tử bình tĩnh ngồi ở đó nhìn mặt tang tới gần, biểu tình có nét phức tạp mà người ngoài không nhìn thấy, phức tạp sâu lan tràn cả linh hồn. Tâm hoàng tử thầm thở dài, dời ánh mắt từ bỏ bàn tay định dơ lên, mắt nhắm lại. Khi tâm hoàng tử khép mắt thì mặt tang đã tới gần chỗ Vũ Huyên rồi. Đi. À, A công bắt lấy tay trái của Vũ Huyên, ánh mắt kiên quyết giao nhau với mắt cô. Vũ Huyên ngẩng đầu nhìn ông, vẫn là biểu tình chết lặng lắc đầu trong mắt a công mặt tang càng bi thương giơ tay trái vũ tráng vũ huyên đôi mắt đờ đẫn của vũ huyên rung lên có vẻ dễ dụa cùng lúc đó a công kéo cô lắc người biến thành cầu vồng lao đi cổ thụ trên lá cây có ba người đàn ông mặc áo đen thấy tình hình hỗn loạn mặt lạnh như tiền dưới chân họ chớp lóe ánh sáng truyền tống trận tam hoàng tử mở mắt ra yên lặng nhìn mặt tang mang theo vũ huyên đi xa nhìn hai người nhân dịp bốn phía rối ren tới gần cái lá cây khắc truyền tống trận ánh sáng trận pháp lấp lánh, bóng dáng họ mơ hồ, Tâm hoàng tử thở dài, thì thào âm thanh chỉ có gã nghe thấy. Chân giới này biến đổi, rõ ràng là hắn đến rồi. Khi tâm hoàng tử thì thào, phía xa trên lá cây, bóng dáng A à Công mặt tan và Vũ Huyên mơ hồ gần như trong suốt, mắt thấy sắp truyền tống đi, chợt có tiếng hừ lạnh như sấm sét vang vọng trong trời đất. Khi vàng tiếng hừ, thì tu Hiên Y bước ra từ bầu trời. Sau lưng y là hiên tôn của giới này, bên cạnh y là thần hoàng phim bùi mà áo đen, biểu tình kiêu ngạo. Cả thế giới tĩnh lặng, gần trăm vạn tu sĩ trên cổ thụ mặt tái nhợt, nhưng mà tu vi không hỗn loạn, ý thức không tan vỡ, miễn cưỡng hồi phục lại thần trí, trời đất tràn ngập lực trấn áp hùng hùng. Tu Hiên Y lạnh nhạt nói, Thời gian đảo ngược! Thanh âm chất chứa uy nhiếp vô thượng, như thực hiện ngay, không ai có thể chất vấn, khi thanh âm này quanh quẩn, A Công Mạc Tăng và Vũ Huyên đứng ở trong truyền tống trận chợt rung lên. Như năm tháng đảo ngược, bóng dáng hai người từ trong suốt biến ngưng tụ, chớp mắt hai người lại xuất hiện trong truyền tống trận. Mới xuất hiện trong truyền tống trận, A Công Mạc Tăng, Vũ Huyên lập tức thụt lùi lại đến bên cạnh tâm hoàng tử. Mãi khi Vũ Huyên ngồi lại chỗ cũ, A Công lại thụt lùi về cái truyền tống trận, thì Tu Hiên Y đứng ở giữa không trung, giơ tay phải lên chỉ hướng A Công Mạc Tăng thời gian toàn thế giới đều đảo ngược lại chỉ có a công đứng im như biến thành tảng đá trong con sông không nhúc nhích trên người a công mặt tang xuất hiện từng từng sợi tơ trói người ông lại những cái sợi tơ này là dấu vết của năm tháng thời gian vẫn đang đảo ngược gần trăm vạn tu sĩ xung quanh biến đổi biểu tình thống khổ ý chí chân giới rít gào nhưng mà rất nhanh mọi thứ bị thay đổi ý chí chân giới không phát ra tiếng gầm hôn điển tràn đầy náo nhiệt Thần thông như vậy có thể nói là kinh người, dù phạm vi đảo ngược năm tháng không lớn, nhưng bao gồm gần trăm vạn. Hiên tôn giới này đứng ở sau lưng tô hiên y biểu tình kinh sợ, thở hồng hộc, ánh mắt nhìn y lộ ra cuồng nhiệt, sùng kính mãnh liệt. Coi như là viêm bụi thần hoàng, lúc này con người cũng coi rút lại. Khóe môi cong lên nụ cười. Quân cờ gã chọn càng mạnh thì càng có lợi cho gã. Không ổn là tố minh tộc, một trong ba cường tộc được đại minh bộ lạc gọi là cổ thục xếp ngang với đại man thiên linh cũng có lý mấy giây sau mọi nghịch chuyển chợt tạm dừng trở lại như cũ tố minh tộc dùng thường thông năm tháng của mình biến đổi mọi thứ hôn điển như vậy không thể bị quấy rầy hôm nay là con gái út của tù mộ xuất giá mời các vị đạo hữu đến chúc mừng như vậy nên không thể bị làm cho mất hứng được Tô hiên y xoay người chắp tay cúi đầu hướng thần hoàng viêm bùi mời thần hoàng <laughs> Hôm nay là ngày ái nữ của tàu đậu hữu xuất giá mà Bản hoàng chỉ là khách nhân thôi Sao có thể đi trước được chứ Tàu đậu hữu đừng quá khách sáo như vậy Thần hoàng viêm bùi cười to rồi nói Tu Hiên Y cười tẩm tiểm không nói nhiều cúi đầu đi cùng với thần hoàng viêm bùi hướng tam hoàng tử Vũ Huyên Khi xuất hiện Tu Hiên Y đã đứng ở trước mặt Vũ Huyên và tam hoàng tử Tam hoàng tử biểu tình như thường đứng dậy Vũ Huyên như con rối bị kéo dây đứng lên theo hai người cúi đầu với tô hiên y và thần hoàng viêm bùi xung quanh tĩnh lặng trăm vạn tu sĩ nơi đây đầu tiên là bị thần thông của tô hiên y chấn nhiếp dù là minh hoàng cũng như vậy mặc dù tam hoàng tử là hoàng tử của gã nhưng hôm nay dường như gã không có tư cách tham gia nói chuyện minh hoàng muốn đi qua nhưng mà khi hiên tôn dưới này theo sau lưng của tô hiên y lạnh nhạt liếc gã một cái tinh thần minh hoàng rung lên vội vàng dừng bước thở dài Minh Hoàng cảm thấy đây không phải là gã con cưới vợ, rõ ràng là Tu Hiên Y mạnh mẽ dùng nữ cưới nam. Ánh mắt của Tô Hiên Y đầu tiên là liếc Vũ Huyên, sau đó là nhìn Tam Hoàng Tử, biểu tình tự hào. Tu Hiên Y nhìn Tam Hoàng Tử trước mắt, hiếm khi nở nụ cười hiền lành. Nhưng khi đó Y cũng liếc mắt vì hướng Vũ Huyên, người khác khó có thể biết cái sự hiền từ này là thuộc về ai. Hôm nay đúng lúc có hôn điển, bản hoàng dùng vật này chúc cho hai vị người mới đạo tu sông bạn nhất lộ hà phi. Thần hoàng viêm bụi mỉm cười, dơ lên tay phải. Trong tay có hai cái chuông đặt vào tay của Vũ Huyên. Đa thả tiền bối. Mà Vũ Huyên cứng đơ cuối người nhẹ giọng nói. Tam hoàng tử đứng ở bên cạnh trầm ổn cúi đầu nhẹ giọng cảm ơn. Thần hoàng viêm bụi nhìn Vũ Huyên, lấy tu vi của gã thì lập tức nhìn ra trên người của cô bị người ta đặt nhiều cấm chế thậm chí tư duy linh hồn cũng bị giam cầm thần hoàng viêm bùi lại nhìn tâm hoàng tử hơi thở quái dị nhưng mà thần hoàng viêm bùi không tò mò chú ý nhiều đầy ẩn ý nhìn vũ huyên sau đó ngồi ghế trên đại điện thần hoàng viêm bùi cười nhìn trăm vạn tu sĩ bên dưới biểu tình ẩn chứa khinh thường thần hoàng viêm bùi vung tay phải lên a công mặt tang ở phía xa bị sợi tơ năm tháng trói buộc cách không mà hút tới a công biểu tình bình tĩnh nhưng mắt đầy bi thương nhìn vũ huyên nghe muốn xem xong hôn lễ rồi chết hay là chết bây giờ thần hoàng viêm bùi lạnh nhạt nói thanh âm ẩn chứa sự quyết định sống chết của người ta cùng lúc đó tô hiên y ngồi ghế trên đại điện bên cạnh trận pháp tô hiên y không thèm nhìn mặt tang cái nào mà nhìn bóng lưng vũ huyên tam hoàng tử ở phía trước chuyển mắt sang trăm vạn tu sĩ mặt lộ ra nụ cười có thể bắt đầu hôn điển tô hiên y dứt lời hiên tôn dưới này cất bước đứng ở bên trái Hùng điển thịnh đại này từ gã chủ trì. Bên ngoài minh hoàng bản tin, ý chí minh hoàng chân giới rít gào tràn ngập minh hoàng chân giới, nhưng mà không truyền vào cái nơi mà Tu Hiên Y đang xoay chuyển thời không. Do đó Tu Hiên Y không trông thấy bây giờ trong trời sau, Tu Minh với mái tóc dài mà áo trắng từng bước một đi tới. Nơi Tu Minh đi qua, minh hoàng chân giới càng rít gào thê lương hơn, rơi vào suy kiệt. Ý chí thuộc về Tu Minh chậm rãi sinh ra từ minh hoàng chân giới suy kiệt, dừng chiếm quyền Tụi mình ở tăng tương đại giới Có được cương thiên chân giới Nó ứng đối với minh hoàng chân giới này Do đó mà ý chí của giới này không thể phản kháng Loại diệt vong này đã là nhất định rồi Cũng tương tự như vậy Tu Hiên Y không thấy Trong minh hoàng chân giới Bóng dáng hạt độc lông và minh lông Đang lén lút rời khỏi một viên tu chân tinh Mang đi tất cả tinh thạch trong tinh cầu Thậm chí tinh mạch chôn dưới đất Cũng không tránh khỏi cái móng vuốt của hạt độc lông Hạt độc lông kích động theo minh lông Dẫn đường lao nhanh hướng một tu chân tinh khác trong tu chân tinh, tu minh biểu tình thản nhiên. Mỗi khi đi một bước đều là hư vô vô tận. Sau lưng ngưng tụ ra ý chí của hắn, ý chí hùng hùng để ép ý chí minh hoàng chân giới khó có thể phản kháng. Chỉ đành gào thét trong câm lặng trước khi chết. Tu vi, ý chí của bản thân tu minh đã trở thành người mạnh nhất trong một kỷ. Hắn có tư cách nhìn xuống chúng sinh, dù là ám thần hay nghịch thánh, tam hoang, có thể nói là không có chỗ nào tu minh không thể bước vào. Hiếm ai ngăn cản được bước chân của hắn tu Minh im lặng, dừng bước chân đứng ở ngoài Minh Hoàng bản tinh, nhìn tu chân tinh khổng lồ do ngàn tinh cầu tổ thành. tu Minh thấy biển ở bên trong, thấy cổ thụ kia, thấy được những người ở trên cổ thụ. Ta đến rồi. Tô Minh thì thào, khi ánh mắt tu Minh nhìn sang cổ thụ khổng lồ này, lần đầu tiên trong một kỷ rung động. tang tương là con bướm bướm, ngừng lại vĩnh viễn trong thương mang. Bốn cánh của nó rút cuộc sinh ra bao nhiêu phụng hoa, Việc này xa xôi sợ là bản thân tang tương cũng không biết Một kỷ lại một kỷ vòng đi vòng lại Một lần một lần xuất hiện sinh mạng Lại một lần một lần chết trong tay kiếp Như tuyết từ trên trời rơi xuống Có lẽ một cánh hoa tuyết là chúng sinh một kỷ Chúng nó rải rác rơi xuống đất Nhưng có càng nhiều rơi từ trên trời xuống Dường như tuyết vô tận là chúng sinh vô tận Dù chính mắt thấy nó rơi xuống ngươi vĩnh viễn không biết trong cái đợt tuyết này rốt cuộc bao nhiêu bông tuyết rơi. Giống như tàn tương không biết trên bốn cánh của mình sinh ra bao nhiêu phụng hoa. Một kỷ này có bốn thời đại, tô minh ở thời đại thứ tư. Tiêu chí của thời đại này có lẽ khi tương lai có người ngoái đầu nhìn quá khứ. Giữa lịch sử xa xưa ra tìm ra một chút dấu vết. Những dấu vết tồn tại năm chân giới trong thời đại thứ tư. Địa ngũ chân giới lên xuống, bốn chân giới cùng tồn tại, bóng dáng tu minh và ám thần nghịch thánh trở về mọi thứ đều là tiêu chí của thời đại thứ tư trước thời đại thứ tư là thời đại thứ ba tiêu chí của thời đại này đã bị tu minh tìm ra đó là chính chân giới là tuế trần tử là ách thương là diệt sinh lão nhân tiêu chí thời đại thứ hai thì có ba cái là thục ngụy ngô đó là thời đại tràn ngập bộ lạc tràn ngập chiến hỏa cùng chém giết có được linh tiên thời đại phùng vinh nhất Thiên linh lão nhân là tộc công của thiên linh bộ lạc thời đại đó. Thời đại đó là khởi đầu từ tai kiếp, kết thúc từ thục, ngu, trời đi, trở thành nghịch thánh, ám thần. Kết thúc khi ngụy tan biến hình thành chính chân giới. Thiên linh lão nhân là người của thời đại thứ hai, lão sinh ra tại cuối thời kỳ thời đại thứ nhất, chết ở cuối thời kỳ thời đại thứ tư. Có thể nói là cuộc đời của thiên linh lão nhân gần như xuyên suốt một kỷ. Khi thiên linh lão nhân sinh ra là thời đại thứ nhất, một thế giới tồn tại tiên linh tiên linh truyền dạy mọi thứ cho chúng sinh cùng với trận doanh tiên linh khác nhau chia thành ba phần thời đại này khởi đầu từ tai kiếp tai kiếp đến từ một kỷ trước thời đại này kết thúc cũng là tai kiếp chẳng qua đây không phải là kỷ kiếp phạm vi lớn nó là tàn kiếp phạm vi nhỏ nó chỉ hủy diệt những người ở kỷ trước không dung hợp với một bản thân khác tại tăng tương đại giới mà dùng cách đặc biệt thoát khỏi kỷ kiếp tựa như lừa dối bị tàn kiếp xóa nhòa thế là thời đại thứ nhất kết thúc Trước khi chết, bọn họ kêu gọi ra chúng linh điện. Điện này truyền thừa bắt đầu từ kỷ thứ nhất. Trước kỷ thứ nhất, trong thời đại các thiên linh bị hủy diệt, có một số vật đặc biệt lưu lại vĩnh viễn. Chúng nó không dung hợp với bản thân khác nhưng không bị hủy diệt. Bởi vì chúng nó tồn tại có lẽ bản thân được tăng tương cho phép hoặc là do ý chí tâm hoàng không nở. Ví dụ như một cái cây, từ rất lâu, rất lâu kỷ nguyên về trước, từng ở một tinh cầu dưới cây từng có một thiếu niên thổ lộ uất ức tình yêu tình bạn cuộc đời của y cho nó nghe mãi đến nhiều năm sau cây và thiếu niên này lớn lên thiếu niên trợ giúp cây trưởng thành cho đến có ngày thiếu niên biến thành trung niên đi tới dưới cây nói một câu ta đi đây nếu ta thất bại thì sau này sẽ có hậu nhân tìm con đường của ta mà bước đi tiếp nếu ta thành công thì ngươi sẽ vĩnh viễn bất diệt nếu có ngày ngươi sinh ra ý chí thì sẽ biết là ta đã thành công rồi người trung niên lúc đó có tên gọi là Tam Hoang. Từ đó về sau, cây kia trong các lượng kỷ kiếp vẫn còn tồn tại, bất diệt, mãi đến khi ý chí của nó sinh ra. Nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn sao đầy trời, nhìn trời sao lần lượt thay đổi. Nó hiểu thiếu niên năm xưa đã thành công rồi. Ngẫu nhiên nó nhớ lại quá khứ, nhớ tới thiếu niên ở dưới cây lầm bầm. Ký ức kéo dài cả một kỷ, bởi vì nó có thể cảm nhận được thiếu niên đã thay đổi rồi, biến xa lạ, đáng sợ, điều duy nhất không thay đổi là lời hứa cho nó vĩnh viễn bất diệt hôm nay nó đang ở trong hồi ức bỗng cảm nhận trong trời sau này có một ánh mắt nhìn mình ánh mắt khiến cho nó như nhìn thấy thiếu niên năm xưa nhưng nhìn kỹ thì không phải tuy nhiên hai người rất giống không phải linh hồn không phải là bộ dạng cũng không liên quan đến huyết mạch đó là một loại cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi vì bảo vệ một số người và vật cần bảo vệ do đó trong lòng sinh ra tính niệm cường đại cảm giác giống như là người làm việc lớn thực hiện một điều trước sau không ai làm được tụi mình nhìn cái cây trên tu chân tinh hắn cảm nhận tang thương năm tháng dày đặt trên thân cây năm tháng đó nặng nề khiến tụi mình lập tức hiểu cây này không sinh ra tại thời đại này tụi mình cất bước đi vào tinh cầu này xuất hiện trên biển mênh mông đứng ở dưới cây cổ thụ bàn bạc giống như một đoạn thời gian rất lâu về trước có một thiếu niên đứng ở dưới cây kể ra uất ức không thể nói với người ngoài tụi mình yên lặng đứng đó hắn mơ hồ nghe thấy trong tán cây cổ thụ mỗi một lá cây như quảng trường có tiếng cười đùa tiếng cười vui rất là giả trưng lời nói đầy nịnh nọt mỗi một tu sĩ tại đây đều mang cái mặt nạ vô hình bên ngoài biến đổi thế nào thì mặt nạ sẽ thay đổi như vậy có mặt nạ rất là tốt khi biến đổi thì người ngoài không nhìn ra nhưng cũng có một số mặt nạ bị cái lỗi kỹ thuật gì đó lúc thay đổi hơi không phối hợp nhưng dù là thế nào thì tu minh thấy đây là hung điển tràn ngập giả dối cô dâu thì mặt cứng đơ người đầy cấm chế, chú rể thì mặt lạnh lùng, phức tạp, chất chứa cây đắng. Minh Hoàng là cha của hoàng tử mà không thể tham gia vào đó, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, buông tiếng thở dài hóa thành cảm thán. Dù là hiên tôn cũng không có uy nghiêm của cường giả, cam nguyện cúi đầu trở thành người chứng kiến cái cuộc hôn điển này. Cha không phải là cha, con không phải là con, thần hoàng cười nhạt trào phúng các tu sĩ. Tụi mình thấy hết mọi thứ, cảm giác là trò hề cực kỳ buồn cười, chỉ mình A Công mặt tan là sắc màu duy nhất trong cái cuộc hoang đường này. Khiến tim Tô Minh mềm xuống, Tô Minh giơ lên tay phải Ứng vào cổ thụ, nhẹ nhàng đụng chạm. Trong đầu vang thanh âm già nua, thanh âm kia dài dặt, quanh quẩn trở thành dư âm lượn lờ. Ngươi tên là gì? Tô Minh Tô Minh im lặng một lúc sau rồi kẻ nói Tô Minh, ngươi cho ta cảm giác giống như hắn vậy cổ thụ thở dài tiếng thị thạo vang vọng trong đầu tu minh hắn tên là tam hoàng hắn đâu chứ ta khi ý chí của ta sinh ra thì sẽ hiểu là hắn thành công tu minh im lặng nhìn đại thụ cổ xưa thực ra lúc trước hắn đã đoán được một chút rồi trong tam hoàng đại giới cây này có thể tồn tại vĩnh hằng đương nhiên có nguyên nhân của nó nguyên nhân này rõ ràng không phải cái cây dung hợp với bản thân khác vì tồn tại như vậy thì lúc này vẫn phải đang ngủ say. Tuy có một số dùng cách đặc biệt có thể tạm thời thức tỉnh, nhưng mà khó có thể hàng ngày được. Tựa như Tô Minh từng rất khó hiểu vì sao đế thiên ở trong vòng xoáy âm tử không xuất hiện. Khi Tô Minh biết được ở trên đời này có một loại người dung hợp với bản thân khác có thể bất diệt trong tai kiếp. Nhưng mỗi một kỷ nguyên có một tiền một hậu. Đó là trước tai kiếp 100 năm, sau tai kiếp 100 năm. Tổng cộng là 200 năm thức tỉnh. Tô Minh có đáp án, Hiển nhiên đế thiên không phải là đế thiên, cũng không phải là hiên tôn giới này của đạo thần chân giới. Có lẽ đúng là có một hiên tôn giới này, sau khi đấu với tu hiên y thì biến thành tàn hùng. Có lẽ tàn hùng này phù hợp với vài điều kiện nào đó, cho nên trở thành đế thiên không phải là đế thiên, ngưng tụ ra phân thân. Khi tu minh rời khỏi cái vòng xoáy âm tử, đi cửu phong, từng ngoái đầu lại nhìn cái vòng xoáy âm tử kỹ càng, để lại một câu. Vòng xoáy âm tử là nơi ngủ say rất tốt, nếu người có cơ hội nhìn thấy hắn thì cho nhân dùng ta nói hắn tới thăm ta ta đã rất lâu rất lâu rồi không gặp hắn giọng tan thương của cổ thụ quanh quẩn trong tinh thần tô minh Chức chứa thở dài dừng tan biến có lẽ hắn có thể nghe thấy có lẽ không lâu sau hắn sẽ xuất hiện thôi tô minh im lặng giây lát sau khẽ nói Tô Minh vỗ cổ thụ, ngẩng đầu cất bước đi hướng hùng điển ở trên tán cây. Tô Minh đến, không ai trông thấy. Tu Hiên Y cũng vậy, thân hoàng viêm bụi cũng vậy. Nếu mà Tô Minh không muốn thì bọn họ không thể nào phát hiện ra được. Chỉ có tam hoàng tử. Thời điểm mà trong tiếng cười của Hiên Tôn giới này nói chúc phúc hùng điển này vang vọng khắp trời thì tam hoàng tử vụt ngẩng đầu, xa xa nhìn Tô Minh đang đứng. Biểu tình của tam hoàng tử lộ ra phức tạp cùng dễ dụa. Tô Minh cũng đang nhìn gã, việc sinh chủng quan trọng như vậy sao? Tô Minh nhìn tam hoàng tử. Tô Minh thấy không phải là cậu ấm năm xưa, mà là một bóng dáng quen thuộc. Hắn không thấy bất ngờ gì, từ trong tang thương đại giới hắn đã biết hết rồi. Đó là bạn thân lúc nhỏ, người bạn khi lớn lên là đồng bạn từng vỗ ngực lớn tiếng nói cho hắn. Đời này gã sẽ bảo vệ Tô Minh. Giọng Tô Minh vang vọng không rơi vào tay ai cả, chỉ mình tam hoàng tử là nghe thấy, lặng im, không có lời nào, phức tạp, khiến cho gã không biết nên đáp lời như thế nào. Ngươi không hiểu đâu Thật lâu sau Tam hoàng tử chính là lôi thần Lắc đầu lẩm bẩm Lão phu tuyên bố hôn điển thịnh đại nhất Minh hoàng chân giới ta sẽ được toàn bộ Gia tộc Minh hoàng chân giới làm chứng Ý chí chân giới làm chứng Thiên tôn giới này không thấy tu minh Vẫn đang cười nói lời chúc phúc Trăm vạn tu sĩ không thấy tu minh Còn đang cười vui Tu hiền y cũng không thấy tu minh Vẫn là vẻ mặt hiền lành nhìn đôi nam nữ Đó là nhi tử của y là đạo lữ mà nhi tử của y chọn. Đó là sau khi diệt sinh chủng ung dưỡng xong xuất hiện lần hoàn chỉnh. Thần hoàng viêm bùi không thấy tô minh, khóe môi công lên nhưng lòng khinh thường. giơ lên tay phải định ấn xuống đỉnh đầu mặt tan, muốn giết A Công để cho màu đỏ xuất hiện trong hung điển này. Màu đỏ như màu may mắn vậy. Chính lúc này... Ta không làm chứng... Thanh âm của tu minh vang vọng bên tai của mỗi một sinh linh trong trời đất khung trời này, lạnh nhạt khoảnh khắc xuất hiện khiến tinh thần của mọi người như bị sát đánh như thiên ý giọng của tu minh vang vọng trong khung trời như sấm rền giữa trời và đất truyền khắp tám hướng khiến cho gần trăm vạn tu sĩ nơi đây trong một giây cùng học máu khiến cho mùi máu đậm đến cực điểm khiến lá cây cổ thụ có vệt đỏ trong cảm nhận của trăm vạn tu sĩ minh hoàng chân giới thì thống khổ giờ phút này vượt qua ý chí chân giới hình thành trấn áp trước đó cái loại toàn thân sắp bị xé rách ra, đầu nhất tu vi sắp nổ tan tành khiến cho tiếng hét thảm thiết vang vọng. 36 minh tướng có mặt tại đây, tu vi từ duyên cảnh đến sinh cảnh. Nhưng mặc kệ có tu vi gì, giờ phút này mặt mày tái nhợt, biểu tình lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn có 8 đại minh vương, 8 người ngồi vị trí gần đại điện đang cười nhìn hiên cung Giờ phút này bên tai vang vọng giọng tu minh, bị biến cố đột ngột, chấn động tinh thần. Không kiềm được mà người rung lên, tinh thần như bị ý chí mãnh liệt ức chế, khiến cho họ hít thở khó khăn. Dù tu vi diệt cảnh thì vào lúc này như người thường đối mặt với tay kiếp vậy. Còn có Minh Hoàng, mặt của gã trắng bệch, tay phải bắt chặt cái lá cây cổ thụ bên dưới, bên tay văng vọng tiếng vù vù, phút chốc không nghe thấy bất cứ tiếng vang gì nữa. So với bọn họ thì hiên tôn giới này đỡ hơn một chút, nhưng mà máu trào khóe miệng, người lùi ra mấy bước, dùng biểu tình dữ tợn che giấu kinh sợ ngẩng đầu nhìn chầm chầm phía xa. Tụi mình bước ra từ không trung, Áo trắng phiêu giật như mây, mái tóc dài đen mượt xóa tung, vẻ mặt lạnh nhạt, mắt thoát ra năm tháng tàn thương bình tĩnh như nước. Thoát trường tựa như là bước ra từ trong tranh. Khi thấy Tô Minh, mắt Tô Hiên Y lóe tia sáng, sát khí đạt tới đỉnh điểm. Tô Hiên Y nhìn chầm chầm Tô Minh, hít thở dồn dập. Tô Hiên Y hận Tô Minh đến khắc cốt minh tâm, chủ yếu là vì hai người đoạt xá đạo thường chân giới. Lần đoạt xá trước, Tô Hiên Y bại lùi, kế hoạch Y chuẩn bị nhiều năm tăng thành mây khối. Việc này đã đã kích y rất nhiều. Nếu là người khác tranh giành với y thì còn đỡ, nhưng cố tình là Tu Minh tranh giành cùng y. Tu Hiên Y không thể chấp nhận được điều này. Tu Hiên Y không thể chấp nhận thiếu niên ngu dốt chỉ có thể bị y lợi dụng, mãi đến cuối cùng hoàn thành nuôi dưỡng việc sinh chủng, bị xem thành quân túc thí, thậm chí còn ngỡ y là cha của mình nữa. Thế nhưng mà là hắn lại cuối cùng cướp đi đạo thần chân giới của Tu Hiên Y. Tu Hiên Y cảm thấy Tu Minh rất là ngu, nhất định cuộc đời này sẽ bị lợi dụng. Y muốn hắn sống thì hắn sống, y muốn hắn chết thì hắn phải chết. Vận mệnh của hắn nhất định bị y nắm ở trong tay, tùy tiện sử dụng. Mặc kệ là Âu Sơn cũng tốt, thần nguyên phía địa cũng vậy, hoặc là trong đạo thần tông, hay cuối cùng lỡ lũ hổng tam hoang. Đối với tù hiền y thì tu minh rất ngu, bị lợi dụng đến mức tận cùng, cho đến khi hắn không còn giá trị. Đặc biệt là y cảm thấy giá trị cuối cùng của tu minh là nuôi dưỡng diệt sinh chủng. Sau khi cái việc này hoàn thành, nếu không phải thấy tan không nở, thì Tô Hiên Y đã sớm giết chết Tô Minh rồi. Đó là sự tồn tại như con kiến, không thể so sánh với nhi tử Tô Hiên Y, không thể đối đầu với Y. Hắn là nô, no, Tô Hiên Y là chủ. Đặc biệt là lúc trước Tô Minh thật là ngố khi chất vấn Y, hỏi Y tại sao đưa Vũ Huyên đi. Tô Hiên Y mặc kệ khi đó mình có biểu tình gì, suy nghĩ thực sự trong lòng là cười nhạt, khinh thường. Vũ Huyên là người thứ hai nuôi dưỡng diệt sinh chủng cho Tô Hiên Y, lê y tự mình chọn đạo lữ cho con của mình còn tô minh chỉ là thân phận ti tiện cũng dám nhúng chàm sao tô hiên y cảm thấy dù tô minh cũng là tố minh tộc nhưng đã định là tộc nô không xứng với đạo lữ y chọn cho con mình mọi thứ nằm trong cái vòng khống chế của tô hiên y một lời nói là có thể quyết định sự sống chết của tô minh cảm giác này tồn tại trên người y từ lâu rồi bởi vậy tính cách kiêu hùng của tô hiên y không cách nào chấp nhận lúc đoạt xá đạo thường chân giới thì tô minh đột ngột xuất hiện còn đánh lui y khiến cho y chỉ có thể trơ mắt nhìn tu minh dùng sự chuẩn bị nhiều năm qua của y đoạt xá đạo thần chân giới đó là nỗi đau như tim gan bị xé rách không cách nào khép lại cũng không thể khép lại tu Hiên y vốn định đoạt xá đạo thần chân giới trong truyền thừa cho con của mình làm nền tảng để tố minh tộc nổi dậy nhưng mọi thứ bị nô tử ti tiện trước mắt đoạt đi mối hận này khiến cho tu Hiên y vừa thấy tu minh lập tức sát khí ngút trời tu Hiên y hừ lạnh ngồi tại chỗ dù sát khí ngập trời nhưng mà tính cách của y không nóng nảy tù minh có thể xuất hiện tại nơi này tu hiên y đoán chắc là mặt tang âm thầm sắp xếp nếu hắn đã dám đến thì chắc có chỗ dựa nơi này có ta ở có con ta ở có thần hoàng ở đây Thần nhãi này sẽ gây ra sóng gió gì được đây tô hiên y không biết là tu minh đã đi tang tương đại giới nếu không thì y đã thay đổi cái loại biểu tình khác rồi khi Tu Hiên Y cười nhạt nhìn hướng Tu Minh thì thần hoàng viêm bụi ngồi cảnh Y biểu tình vốn kiêu ngạo chợt thay đổi chưa từng có. Biến đổi này khiến cho người của viêm bụi thần hoàng rung rung, thậm chí hít thở dồn dập, còn người coi cò rút, lỗ ra hoảng sợ và kinh hoàng, da đầu gã mát lạnh, bản năng định đứng lên bỏ chạy. Người thần hoàng viêm bụi run rẩy khiến Tu Hiên Y kinh ngạc. Khi Y nhìn qua thì thần hoàng viêm bụi đã là vẻ mặt như thường, sự kinh hoàng thay bằng thông dung. Lấy tu vi của thần hoàng viêm bụi, trên thế gian này ngươi khiến cho gã sợ hãi đếm trên đầu ngón tay tu minh là một trong số đó bởi thế khi thần hoàng viêm bùi trông thấy tu minh nghe hắn nói thì kinh sợ tình cảnh ở đạo thần chân giới vào mấy tháng trước tu minh nhân dịp đó mà hoàn toàn chứng nhíp thần hoàng viêm bùi này rồi thần hoàng viêm bùi không để ý ánh mắt của tu hiên y nhìn mình mà gã nhìn chầm chầm vào tu minh lúc trước khi tu minh cất tiếng nói thì thần hoàng viêm bùi chỉ thấy quen tay khi hắn lộ mặt ra thì tinh thần của gã chấn động dù thần hoàng viêm bùi chưa thấy bộ dạng thực của tô minh nhưng suốt đời gã sẽ không quên thanh âm kia thanh âm như ác mộng thanh âm có cái loại cảm giác chỉ lực tay Liên quyết định sự sống chết của thần hoàng viêm bùi tình cảnh bên ngoài cửu phong bây giờ thần hoàng viêm bùi ngẫm lại còn sợ hãi khiến cho gã lập tức nhận ra ngay người trước mắt này chính là cái lão quái đáng sợ khiến thần hoàng viêm bùi kinh hoàng ở ngoài tông môn cửu phong là hắn chính là hắn trong lòng của thượng hoàng viêm bùi có thanh âm đang rít gào. Gia đầu thượng hoàng viêm bùi tê rừng, tay chân lạnh lẽo nhưng mà mặt gã không biểu tình, chẳng qua lòng thì dậy sống chưa từng có. Chết tiệt, ta đã rời khỏi đảo thần chân giới rồi, ta đã hạn chế mỗi tu sĩ ám thần nghịch thánh đừng chọc vào cửu phong rồi, ta thậm chí, thậm chí không bước vào đảo thần chân giới nữa bước nữa, tại sao, tại sao, tại sao hắn vẫn truy sát ta tới đây chứ? Mặt của thượng hoàng viêm bụi tái nhợt, trong ốc nổi lên vô số suy nghĩ, mỗi một suy nghĩ hiện ra chợt nhớ tới tu vi đáng sợ của tu minh lập tức vỡ nát người ngoài không thấy rõ các loại biểu hiện của thần hoàng viêm bùi tu hiên y thì thấy vẻ mặt của gã không vui nhíu mày hình như là bất mãn chuyện này à, khiến cho thần hoàng đại nhân chê cười rồi kẻ này là nô tử ti tiện của tô mổ hôm nay đến đây phá nghề vui của con cháu ta ta phải khiến cho kẻ này đổ máu tại đây tu hiên y lạnh lùng nói quay đầu lại lạnh băng nhìn tu minh Tô Hiên Y không biết là mấy cái lời y vừa nói dấy lên bảo tố mãnh liệt trong lòng thường hoàng viêm bùi. Mức độ vượt qua lúc gã thấy Tô Minh đột nhiên đến nữa, suýt nữa khiến cho biểu tình gã rung động đứng bật dậy rồi. Người, người nói hắn là nâu tử của ngươi hả? Lòng thường hoàng viêm bùi dậy sống, đầu óc ù vang, không thể suy nghĩ ra. Trường là như vậy, Tô Mộ thấy đáng thường hắn xuất thần ti tiện, ban cho thân phận nô tử, nhưng mà thằng nhãi này không biết tốt xấu gì Lấy oán trả ơn Làm hỏng việc tốt của ta Sát ý càng dày đặc trong mắt của Tu Hiên Y Người thường hoàng viêm bụi rung lên Ánh mắt quái dị nhìn Tu Hiên Y Lòng thở phào Thầm nhũ thì ra cái lão quái khủng bố này Không phải tới tìm mình Mà kiếm Tu Hiên Y Không biết trời cao đức rộng này Hắn ti tiện à <laughs> Nếu hắn mà ti tiện á Thì bà nội đó chứ Ta chưa từng thấy có ai tôn quý hơn nữa Nếu hắn mà ti tiện á Thì ta là cái gì chứ Toàn ám thần, nghịch thánh Có ai dám nói tùng quý hơn hắn đâu Dù là ta, nếu không phải sợ người này nổi lên sát khí Đã chạy tới bái kiến rồi Nếu được chút chỉ điểm thì đó là tạo hóa đó Tù hiền y này Nếu không phải ốc bị hỏng thì là không biết sự thật rồi Dám nói tiền bối đáng sợ như vậy ti tiện Còn nói là nô tử của y nữa Thường hoàng viêm bùi lập tức đứng dậy Chạy sang bên, cách tù hiền y xa một chút Sợ ngồi gần y khiến tù minh hiểu lầm trước khi đi thần hoàng viêm bùi không quên một trảo chụp hướng a công mặt tang muốn mang theo luôn dù sao gã đã hứa với tô hiên y là sẽ tự tay diệt người này lấy thân phận của thần hoàng viêm bùi gã là thần hoàng nguyên tắc quan trọng nhất trong đời gã là chữ tính trong lòng thần hoàng viêm bùi rất đồng tình tu hiên y thầm nhủ y không biết lão quái trước mắt này đáng sợ gã có nên nhắc nhở y một chút hay không nhưng nếu nhắc nhở thì thần hoàng viêm bùi sợ đắc tội tu minh nếu không nhắc nhở thì gã cảm thấy Tu Hiên Y là quân cờ cho gã chọn Không tiện nhìn người này rơi vào vũng lầy Đang lúc thượng hoàng viêm bùi do dự Tay sắp đụng vào A à Công mặt tang Thì Tu Minh chậm rãi bước tới Đôi mắt bình tĩnh như nước dấy lên sóng gợn Sóng gợn lóe lên tia lạnh lùng Như mặt hồ phẳng chiếu ánh trăng Lạnh nhạt liếc thượng hoàng viêm bùi Tu Minh khưởng bước đi hướng mặt tang Ánh mắt dịu dàng Dường như hắn đã quên thân phận tu vi của mình Hắn vẫn là đứa trẻ ở U Sơn, vẫn ở bên cạnh a công cười vô tư tu minh chắp tay thật sâu cúi đầu cái cúi này là bái a công bái u sơn bái trọng tình u sơn tu minh bái kiến a công bàn tay thường hoàng Viêm bùi vươn ra chợt khựng lại biểu tình liên tục thay đổi ngay như phỏng trong đầu không ngừng lặp lại cái động tác cúi đầu và lời tu minh vừa nói thường hoàng Viêm bùi tỉnh táo lại lòng tràn ngập tức giận sát khí biến thành gầm đống sọc thẳng lên não tôi hiên y chết tiệt ngươi hại ta giờ phút này trong đầu của thần hoàng viêm bùi không còn nguyên tắc cái gì nữa đạo nghĩa vứt ra sau đầu thần hoàng viêm bùi bỗng hận Tu hiên y thấu xương gã cảm thấy dù y có cố ý hay là không nhưng cái này tương đương với chơi xấu gã rồi đưa gã vào gốc chết khiến cho lão quái mà gã tránh còn không kịp khoảnh khắc đứng đối lập với gã thần hoàng viêm bùi không tin Tu hiên y thực sự không biết tu minh khủng bố đến cỡ nào gã cảm thấy y đã biết hôm nay hắn đến nên mới kéo gã chết chung, khiến gã giết A Công của tu Minh vì muốn buộc chặt gã cùng một con thuyền. Chết tiệt, chết tiệt mà, may mắn là ta chưa hạ sát thủ. Ngay khi thần hoàng viêm bùi phản ứng lại, lấy tu vi mạnh mẽ, sức phản ứng nhảy bén của thần hoàng, bàn tay duỗi hướng A Công mặt tan ngừng lại, lập tức đi tiếp. Nhưng cái ứng này không phải chợp mà là đỡ, dường như vô cùng cung kính khiến cho sợi tơ năm tháng tối buộc người A Công mặt tan vỡ nát. Chờ những sợi tơ biến mất hết, tay phải thường hoàng viêm bùi đỡ người a công mặt lộ ra nụ cười dịu dàng trong nụ cười kia ẩn chứa sự tôn kính à, Đây này diêm mẫu phục nhất là nhân vật anh hùng giống như đạo hữu vậy dù biết rõ là tu vi không đủ nhưng mà vì người thân có thể liệu mạng trả giá tất cả người như vậy phải được kính trọng đây là nhân đức là nhân tài điểm này giống hệt như diêm mẫu vậy tính của diêm mẫu cũng như vậy đó bất nhẫn việc đạo hữu bị bắt nên diêm mẫu mới nhúng tay vào tuyệt đối không thể để cho người như vậy chết trước mặt của diêm mẫu được diêm mẫu ra tay là muốn cứu đạo hữu thôi đạo hữu lúc nãy diêm mẫu không nói rõ thậm chí vẫn chơi với đạo hữu là vì diêm mẫu dù gì cũng là khách do tô hiên y mời đến mà mặc dù ta không quá thân với người này nhưng mà hắn việc tình mời nên diêm mẫu miễn cưỡng đến đây tại đây có thể gặp được nhân vật giống như đạo hữu thật là đáng giá đó nha anh ta chỉ đùa thử chơi thôi à xem đạo hữu có thực sự hào kiệt hay không thôi bây giờ Diêm mẫu xác định được rồi đạo hữu nè xin đừng để bụng lời nói lúc trước nha nhân vật như ngươi hãy nhận cái cúi đầu này của Diêm Mẫu. Thần Hoàng Viêm Bụi nói rất là chân thành, tựa như sự thật là như vậy. Thần Hoàng Viêm Bụi nói xong, lùi lại vài bước, chắp tay, thực sâu cúi đầu hướng mặt tang. Mặt tang ngây ra, mắt chớp lóe. Thần Hoàng Viêm Bụi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tô Hiên Y, nhíu mày, biểu tình kinh ngạc. Chào đạo hữu, Diêm Mẫu không ngờ ngươi là người như vậy đó. Tô Hiên Y còn ngươi coi rút, Thường hoàng viêm bùi này thay đổi thái độ quá nhanh khiến cho tu hiên y tim rứt cái bịch. Y đang muốn mở miệng nói cái gì thì đã bị thường hoàng viêm bùi quát khẽ đánh gãy. Người thật khiến cho viêm mẫu thất vọng mà. Con gái của ngươi không muốn gả cho người khác thì ngươi cần gì đặt nhiều cấm chế trên người của nàng như vậy chứ. Chẳng những giam cầm suy nghĩ còn có linh hồn nữa. Người đối xử với thân nhân của mình như vậy hả? Hành động ai vua này khiến cho người ta quá thất vọng mà. Trơ trẻn làm bạn, Hôm nay coi như Diêm mẫu ta lắm chuyện Diêm mẫu ta đã sớm gai mắt lắm rồi Không muốn nhịn nữa Thần hoàng viêm bùi dùng lời nói thành công áp chế Việc tu minh xuất hiện Khiến cho mọi người chú ý về phía của gã Thần hoàng viêm bùi giơ tay chỉ hướng Vũ Huyên Gã nắm trong tay một cái chuông Giống như cái chuông lúc nãy ban cho Vũ Huyên Va chạm phát ra một chuỗi tiếng vang trong trẻo Mỗi khi tiếng vang này ngưng lên Sẽ khiến cho biểu tình Vũ Huyên có dãy dụa trong mắt tràn ngập sương sương mù nhanh chóng bị gió quét đi chậm rãi lộ ra tỉnh táo khi tiếng chuông chấm dứt người vũ huyên rung lên hoàn toàn tỉnh lại thấy như vậy thần hoàng viêm bùi thầm thở vào tự nhủ may mắn là lúc trước có tặng cái chuông cho vũ huyên vậy là có thể giải thích mọi chuyện không khiến người ta tìm ra manh mối chắc không đến mức chọc giận lão quái khủng bố kia biểu tình vũ huyên tỉnh táo lại người khẽ rung cô nhớ rất nhiều chuyện viêm bùi dù gì cũng là thần hoàng gã ra tay không chỉ xóa đi cấm chế trên người Vũ Huyên, còn xóa cấm chế nhiều năm trước tồn tại trong người cô, khiến đầu óc cô như mờ mịt, không biết qua bao nhiêu năm sau thực sự tỉnh táo lại. Vũ Huyên liếc mắt liền thấy Tu Minh đứng gần đó, nửa cười nửa không nhìn mọi chuyện xảy ra. Cô không thể dời đi tầm mắt, lệ đông đầy. Thế giới biến mơ hồ, chỉ có bóng dáng duy nhất kia là rõ ràng, dù có qua bao nhiêu luân hồi. Ký ức lúc nhỏ hiện ra trong đầu Vũ Huyên thiếu niên thương thể gầy yếu yên lặng năm đó là ca ca của cô không phải người thân nhưng mà còn hơn như vậy nữa cùng nhau lớn lên mỗi ngày làm bạn sẽ không nói chuyện không thể mở mắt ra là người thân mà vũ huyên quý nhất trong ký ức vũ huyên còn nhớ cô cùng hắn nói với hắn bầu trời xanh đêm là đen nói mình tu hành chịu uất ức nói về tương lai cô nắm tay hắn khiến cho bàn tay lạnh băng chậm rãi ấm lên ngày tháng đó vũ huyên rất là vui dù mỗi ngày tu hành rất vất vả, dù luôn bị người ta khi dễ, cười nhạo, nhưng mà cô vẫn kiên cường, cô phải bảo vệ ca ca của mình, bảo vệ suốt đời. Cho đến ngày cô bị mang đi, cô còn nhớ trước khi đó, lần cuối cô nhìn hắn, thì hắn vẫn còn nằm đó không nhúc nhích, không mở mắt ra được, không thể mở miệng. Hôm đó Vũ Huyền đã khóc. Người mang cô đi nói là chỉ cần cô nghe lời thì hắn sẽ có ngày thức tỉnh, cho nên cô nghe lời, lựa chọn rời đi, cách biệt gần như cả đời, Dường như thời gian qua đã lâu rồi, lâu đến ký ức của Vũ Huyền mơ hồ, dường như không phải ý cô muốn mà không biết tại sao quên hết mọi chuyện quá khứ. Vũ Huyền trở thành tộc nhân dòng chính trong một gia tộc minh hoàng chân giới, có cha, có mẹ, có người thân của mình, ngày tháng đó Vũ Huyền rất là vui, nhưng mỗi đêm khuya thanh vắng cô có cảm giác dường như đã quên người quan trọng nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên Vũ Huyền cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra được, trong cơn mơ hay xuất hiện một bóng lưng Mơ hồ không thấy rõ Cho đến ngày sinh mệnh mẹ cô mất đi Cô rơi lệ nhìn mẹ dựng khép mi mắt lại Trong một giây đó Mẹ cô mở mắt ra Lúc hấp hối đầy ẩn ý thương hại Lưu luyến nhìn Vũ Huyên Ngập ngừng nói câu cuối Huyên là một loại trong ưu thảo Con là cỏ xanh trong mưa Mẹ hy vọng con vui vẻ suốt đời Không có ưu thương Lúc trước Vũ Huyền nghe câu này thì mơ hồ, mãi sau này cô cho rằng mình đã hiểu, nhưng đến giây phút này cô mới biết ẩn ý trong câu nói kia. Có lẽ bóng dáng trong mơ, suy nghĩ trong ký ức dù có phong ứng cường đại hơn cũng không thể giam cầm. Trước ngày đại hung Vũ Huyền bỏ trốn, Vũ Huyền mờ mịt không biết đi đâu, mà xui quỷ khiến trở lại đạo thần chân giới. Vũ Huyền nhớ tới khi cô bỏ trốn, bắt được một con minh long mơ hồ thấy một bóng dáng nhưng ngoái đầu lại không thấy ai. Bây giờ Vũ Huyền đã hiểu rồi, đó là bóng cha, là gã đứng không sai yên lặng nhìn cô, nhìn cô đi xa, lưu luyến như tiễn biệt. Trong đoạn ngày tôi hiên y bế quan, Vũ Huyên đi tới đạo thần chân giới, tìm cảm giác mơ hồ, trở lại nơi cô sinh ra, vòng xoáy âm tử. Mới gặp tu Minh đã dây dưa, không hề thấy xa lạ. Đó không phải là tính cách của cô, là trong ký ức bị phong ứng, cảm nhiễm hơi thở sinh mệnh của cô. Vũ Huyên không biết là từ khi nào cô xuất hiện trước mặt tu Minh. Tiếng kêu gọi ca ca trong giấc mơ của Tu Minh dần biến mất. Vũ Huyên đã nhớ ra mọi thứ, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tất cả ký ức hiện ra trong đầu cô. Phùng ứng tan biến, Vũ Huyên ngơ ngác nhìn Tu Minh, khóe mắt chảy xuống giọt lệ mấy ngàn năm. Vũ Huyên nhìn Tu Minh, cắn môi, khẽ kêu một tiếng quanh quẩn trong giấc mơ của Tu Minh đã nhiều năm. Ca ca! Tu Minh tới gần, trong tâm hoang đại giới này không có lực lượng gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn cả. Vũ Huyên ngẩng đầu lên, Tu Minh đã tới trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm người Ngọc khóc trồng vào trong ngực. Tu Minh vuốt mái tóc thề của Vũ Huyên rồi nói. Trước đây ta đã nói với nàng, một ngày nào đó ta sẽ tới tìm nàng. Ngày đó chính là hôm nay. Tu Minh ngẩng đầu lên, nhìn tâm hoàng tử lặng im, ánh mắt hai người giao nhau. Tu Minh thấy tâm hoàng tử, hay có thể nói là lôi thần, đang phức tạp, gã thấy rõ sự cảm thán trong mắt của Tu Minh hết tập 233 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha. Ở tập này thì giọng của Lách không có khỏe lắm. Do đó mà khi Lách giả giọng, giọng nó cứ hơi giống giống như thế nào không thay đổi được. Rồi, bye bye tất cả mọi người.